hai năm chồng. Vâng, tôi năm nay tuổi 73 đấy. Nói tuổi giống người ta có cung hình tình cờ chứ ai giống tuổi chứ không hề. Ừ, dạ. Mà 20 năm sau cho bà xem lại cho nó vui. Đấy. À này, vừa anh em đi coi đấu vật chưa? Đừng coi nữa. Này ngã đấy. Mày lấy cái này. Xin cho xin vàng hay gì vàng ấy. Đấy, lấy bờ này. Bà này, ăn cơm đi. Lấy hả?
xưa mình bảo tai nạn mình rất ít, bởi ra đường nó xấu. À. Với ai đó là cái thời xưa nó không có xe đẹp để mà đi. Đúng rồi. Bây giờ xe càng đẹp đi càng láo. Cái gì đâu mà đi, mẹ đi như cái đường đó. Xa anh uống gần đấy, uống được cái xa.